Oppo, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Đánh dấu sự quay trở lại đầy mới lạ, nhân tố bí ẩn mùa thứ hai cùng bộ tứ quyền lực Dương Khắc Linh, Thanh Lam, Hồ Quỳnh Hương và Tùng Dương. Những tài năng âm nhạc mới sẽ tỏa sáng, những cung bậc cảm xúc sẽ được bùng nổ, hoành tráng hơn, đặc sắc hơn với những tình tiết bất ngờ và đầy thú vị. Hãy cùng đón xem chương trình Dân Tố Bí ẩn phát sóng lúc 21:10 Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Em khỏe chưa? Selfie gửi cho anh ngắm xem nào. Trời ơi, không được đâu, em đang bệnh xấu xí lắm. Camera phone F1, thiết kế chuẩn hào hoa. Camera chăm sóc sắc đẹp. Oppo Camera Phone.